kính chào quý vị, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá tác động các chất truyền dẫn thần kinh trong não bộ, hay còn gọi là các hormone hạnh phúc, lên sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi chúng ta. Có một câu hỏi luôn được đặt ra, chúng ta nên sử dụng thời gian rảnh rỗi cho việc gì? Tận hưởng một giấc ngủ ngon, giải trí bằng xem phim, nghe nhạc hay vận động thể chất? Các nhà khoa học nhận định cả ba cách trên đều có tác dụng bật nút tái tạo, giúp chúng ta thư giãn và tái tạo năng lượng. Riêng vận động thể chất còn giúp sản sinh các chất truyền dẫn thần kinh như dopamine, serotonin và norepinephrine. Giới nghiên cứu gọi đây là các hormone hạnh phúc, bởi khi lượng dopamine, serotonin và norepinephrine trong não bộ tăng lên thì những cảm xúc tích cực của chúng ta cũng gia tăng. Nói cách khác, các chất truyền dẫn thần kinh này có khả năng điều chỉnh hành vi và tâm trạng. Bạn vui vẻ hay bi quan, ủ rũ hay tràn đầy năng lượng hoàn toàn phụ thuộc vào nồng độ dopamine, serotonin và norepinephrine cao hay thấp trong não bộ. Chính vì thế, sau giờ làm việc, chúng tôi ưu tiên dành thời gian cho các hoạt động thể thao tập thể để luôn có lượng hormone hạnh phúc dồi dào. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu chức năng cụ thể của từng chất truyền dẫn thần kinh trong bộ ba hormone hạnh phúc. Chúng ta sẽ bắt đầu với dopamine. Các nhà khoa học đã chỉ ra dopamine là chất truyền dẫn thần kinh khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ, hưng phấn và nảy sinh mong muốn hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Nói cách khác, dopamine tạo động lực giúp bạn muốn vượt qua các thử thách trong công việc và cuộc sống. Ở những người vừa tập luyện thể dục thể thao xong, nồng độ dopamine đo được luôn cao hơn nhiều so với những người ở trạng thái tĩnh. Và sau đó, họ vẫn duy trì lâu dài tinh thần lạc quan, sự sảng khoái cùng cảm giác phấn khích. Đó là lý do vì sao các nhà khoa học luôn khuyên bạn nên thường xuyên vận động từ nhẹ đến mạnh tùy theo thể trạng, bởi đó là cách đơn giản giúp bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tiếp theo là serotonin, chất truyền dẫn thần kinh đóng vai trò điều chỉnh tâm trạng, được nhà khoa học người Ý Vittorio S. Palmer phát hiện vào năm 1935. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra cảm giác mà serotonin mang lại tương tự như khi bạn nhận được lời khen và sự tin tưởng của mọi người. Nó thúc đẩy bạn tiếp tục phấn đấu để có được sự công nhận nhiều hơn nữa. Còn khi serotonin trong hệ thần kinh trung ương suy giảm thì điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ cảm thấy chán nản và bi quan về chính năng lực của mình, dẫn đến khó lòng hoàn thành các trách nhiệm trong cả công việc lẫn cuộc sống. Serotonin đặc biệt quan trọng trong điều trị chứng trầm cảm. Tất cả các phác đồ đều hướng tới gia tăng lượng serotonin trong não bộ, bởi đó là yếu tố giúp người bệnh giảm căng thẳng, thoát khỏi cảm giác trì trệ, bất lực với chính bản thân mình, lấy lại trạng thái cân bằng và sự tự tin. Các nghiên cứu cho thấy, việc tập luyện thể thao ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng, giảm nồng độ serotonin. Chỉ cần 10 đến 20 phút chạy bộ, đá bóng, chơi cầu lông đã khiến bạn trở nên sảng khoái và yêu đời hơn. Cuối cùng là norepinephrine, chất truyền dẫn thần kinh chịu trách nhiệm chi phối mức độ tập trung. Nếu bạn luôn trong trạng thái mất tập trung và có dấu hiệu đãng trí thì nhiều khả năng là do nồng độ norepinephrine trong não bộ bị suy giảm. Việc thiếu hụt norepinephrine trong thời gian dài có thể khiến năng lực học tập, hiệu suất làm việc và trí nhớ ngắn hạn của bạn bị giảm sút nghiêm trọng. Biện pháp chữa trị rất đơn giản, bạn chỉ cần chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao. Như vậy, cả ba hormone hạnh phúc với dopamine, serotonin và norepinephrine đều được sản sinh trong quá trình vận động thể chất. Các nhà khoa học cũng kết luận khi bạn tập thể dục thể thao, một loại protein có nguồn gốc từ não được sản sinh và có tác dụng dưỡng thần kinh. Sự nghiên cứu xem đây là các protein có khả năng bật nút tái tạo, giúp hồi phục tế bào thần kinh. Chính vì thế, sau khi vận động cơ thể, bạn luôn cảm thấy vui tươi, thoải mái và tràn đầy sinh lực. Chúng ta thường nghĩ tập luyện thể thao đồng nghĩa với giảm cân. Có lẽ bây giờ quý vị đã biết, tập luyện thể thao còn tác động lên não bộ theo hướng tích cực, giúp chúng ta bảo vệ các sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe về tinh thần thông qua việc gia tăng nồng độ các chất truyền dẫn thần kinh. Còn chờ gì nữa, mời quý vị cùng tôi bước ra sân bóng. Chúng ta cũng hãy cùng nhau kích hoạt các hormone hạnh phúc